vì sao mà Chúa xuống đời mang kiếp con người, chịu thân phận dầm mưa dãi nắng. Bởi vì sao Chúa đành hy sinh, chịu chết thập hình và hiến mình nên bánh trường sinh. Chỉ vì tình yêu của Chúa với thế nhân, chỉ vì tình yêu nên Chúa đã hiến thân. Làm lễ dân chuộc tội muôn dân. Tuyệt vời tình yêu Thiên Chúa đã hiến trao, mầu nhiệm tình yêu ôi rất đối lớn lao. Một tình yêu luôn mãi tuôn trào. Một tình yêu luôn mãi tuôn trào.